Khi nói về hôn nhân và gia đình học cũng như là sinh sản học, việc một đứa trẻ được tạo ra bao giờ cũng là sự kết hợp một cách đầy khéo léo và tâm huyết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Thế nên, sự chào đời của một đứa trẻ luôn là công sức của cả hai người đã tạo ra nó. Nếu nói một cách cho vui thì người đàn ông phải chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt tinh thần lẫn thể chất. Còn người phụ nữ thì lại phải mang trọng trách vô cùng nặng nề và vô cùng đau đớn với việc mang thai và đẻ ra đứa bé đó. Tình mẹ cũng vì vậy mà trở thành một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và vô cùng cao quý mỗi khi chúng ta nói về công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Mẹ là dòng sông bình yên, là bờ suối mát lành, là vùng biển tươi xinh, là bình minh lấp lánh, là vạn ánh sao rơi, là trời xanh rộng lớn, là tất cả và cũng là mãi mãi. Với mỗi người trong chúng ta, tình mẹ luôn là một thứ tình cảm mà chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ và mang theo bên mình cho đến hết cuộc đời. Tình mẹ còn thiêng liêng và cao quý đến nỗi, dù cho chúng ta có mất đi bất cứ một điều gì đi chăng nữa, thì chỉ cần vẫn còn có mẹ ở bên cạnh, chúng ta vẫn sẽ có được tất cả. Cuộc đời vẫn sẽ đáng sống và bầu trời vẫn sẽ tươi đẹp như vốn dĩ nó vẫn đang có. Tình mẹ, nếu nói một cách khác, thì không khác gì mặt trời rực rỡ chói chang, tỏa ra thứ ánh nắng ấm áp, sưởi ấm cho tâm hồn ta trong những lúc thương đau và buồn bã nhất. Và cũng chính vì như thế mà trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bức tranh mà nội dung của nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị và rất đáng để nói đến đấy nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh này của tôi liền ngay bây giờ đây. Chứ không có nói nhiều nữa đâu, trời, nói nãy giờ mệt lắm rồi. Thành khỏi giải sợ nó có gì thôi mà nói hồi mãi. Giờ mới vô vấn đề nè, đó. Gửi người mẹ thân yêu nhất trên thế gian này của con. Hôm nay, Sài Gòn, Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022. Để cho không mất quá nhiều thời giờ và tránh việc lãng phí ngôn từ vào những vấn đề không được liên quan mấy tới nội dung chính cần viết, nên con xin phép mẹ cho con được bỏ qua màn dự báo thời tiết ở trong phần mở đầu này mẹ nhé. Bởi... con còn viết dự báo thời tiết làm chi nữa khi mà ngay lúc này đây, con nóng giận hừng hực khí thế còn hơn cả mẹ kế đang bùng nổ ra từ bên trong người của mẹ đã cho con biết được thời tiết hiện giờ là như thế nào rồi. A hi hi. Con biết là hiện giờ mẹ đang rất là tức giận. Không tức giận sao được, không tức giận sao được. Khi mà chỉ vì cái hành động nông nổi khờ dại rất chi là thất bại và sai trái tai hại rất chi là tệ hại này của con thôi đã khiến cho mẹ vào đúng ngay dịp lễ kỷ niệm mang tầm cỡ thế giới khiến cho ai cũng phải chế với, mang tên ngày của mẹ hôm nay phải cắn răng xé lưỡi vì phát hiện ra trong chiếc giỏ sách màu đen thui thùi lùi của mình bị mất đi đúng 500.000 đồng. Dạ vâng, đúng 500.000 đồng luôn mẹ ạ. À. Và danh tính của kẻ đã cả gan dám lấy đi số tiền ấy trong giỏ sách của mẹ chính là con. Nhưng mẹ ơi, chuyện đâu thì cũng còn có đó. Bởi lý do mà con lại dám can đảm không hề sợ bị xử chảm để lăn lút còn hơn cả con chim cút đang ngồi trong em út đi châm tiền của mẹ như vậy không phải là vì mục đích không tốt như mẹ đã nghĩ đâu ạ, mà ngược lại.
còn rất tốt nữa là đằng khác. Bảy, mẹ có biết không? Vì con đi ăn trộm tiền của mẹ như vậy chẳng qua là vì chuyện riêng của thằng A Lũ bạn con thôi. Con ăn trộm tiền của mẹ là vì nó, vì con muốn giúp nó thôi. Nói thiệt luôn, không hề có một chút xíu nào giả dối, dù con không phải là con gối. Mà chuyện riêng của thằng A Lũ là chuyện gì mà lại khiến cho con buộc phải lựa chọn cách thức đi ăn cắp tiền của mẹ như vậy thì... Như mẹ cũng đã quá hiểu nó rồi đó. Thằng A Lũ bạn con mà. Thằng A Lũ bạn con, nó mê gái quá mẹ ơi. Nghĩ sao, cái thân nó thì đi làm ô xin cho nhà người ta, mà nó lại dám đi cặp một lúc với tổng cộng 11 đứa. Đúng chuẩn một đội banh luôn. Mẹ nghĩ đi, có phải nó làm vậy là quá đáng không chứ? Quá đáng quá cơ mà. Trong khi thằng bạn nó thì đến giờ vẫn còn không có nổi một đứa, mà nó lại đi quen tới cỡ đó. Hay... Nó tính làm huấn luyện viên bóng đá nữ à. Cũng bởi vậy mà, như mẹ đã thấy đấy. Con đành phải chơm. À mà không, đến lúc này thì nó chính xác hơn là con đành phải mượn tiền của mẹ để con cầm số tiền ấy rồi đem cho nó mượn. Sau này, khi nào nó trả con rồi thì con trả lại cho mẹ. Cũng sớm thôi mẹ ơi, không quá lâu đâu. Còn về việc lý do vì sao mà thằng A Lũ đó lại phải cần tiền đến mức đó thì mọi chuyện là như thế này thưa mẹ ạ. À. Số là do cách đây không lâu, khoảng chừng một tuần trước thôi, nó mới cãi nhau kịch liệt với con ghệ thứ 10 của nó, thiếu điều muốn làm cho con bé đó muốn đưa ra quyết định chấm dứt hết tất cả để cho đường ai nấy đi, chỉ vì một cái lý do rất chi là mang tính thuyết phục cao, bất chấp ngôi sao không bao giờ thèm rơi xuống đầu con cào cào đó, chính là... Vì nó không chịu chở con bé đó đi ăn bún bò giò heo với uống trà sữa. Dạ vâng, mọi chuyện đơn giản không hề than vãn, chỉ là như vậy đó thôi mẹ à. Báo hại giờ đây cũng chỉ vì muốn giữ cho hình tượng lung linh sáng ngời về người bạn tốt, tuy rằng học dốt của mình không bị sức mẻ ra làm lẻ, chỉ vì một cái chuyện hết sức là còn con như vậy mà con mới đành phải tìm cách để giúp đỡ cho bằng được thằng A Lũ nó thôi mẹ ơi. Chứ chẳng còn cách nào khác. Tại đó mê gái quá mà. Đấy, lần này có hẳn tới 500.000 đồng trong tay rồi thì tha hồ để cho nó dắt em ghệ cưng thứ 10 của nó đi ăn bún bò giò heo với đi uống trà sữa cho ngập mồm ngập mặt luôn. Nhưng không chỉ riêng em này, mà còn có cả thêm vài em khác nữa. Mong rằng sau khi đã hiểu ra được lý do vì sao mà con lại dám cả gan đi làm cái chuyện động trời không hề có lời, rất đáng để cho mẹ phải đích thân ra tay chừng trị tơi bời như thế này là gì rồi, thì con tin rằng mẹ sẽ không còn nổi trận lôi đình để đi tìm con làm gì nữa. Hy vọng là vậy, nha mẹ. Ý, nhưng mà... Khoan đã mẹ ơi, dám xíu y như sát xíu tí nữa là con có giải thích ra rõ ràng cho mẹ hiểu đúng ý của con luôn rồi. Đó chính là mặc dù mẹ không còn đi tìm để mà chỉ tội con nữa, nhưng không phải vì vậy mà con bỏ nhà đi trốn luôn đâu nha mẹ ơi. Việc mẹ không còn cầm hung khí để đi tìm con nữa là để cho con biết rằng con đã được mẹ tha thứ rồi, nên con sẽ yên tâm tuy không hề uống nước sâm nhanh chân đi về nhà. Dạ vâng, phải nói ra rõ ràng như vậy luôn chứ không thôi mẹ lại tưởng đâu con bỏ nhà ra đi luôn thì chết. Có nhà không ở mà lại bỏ đi, con ngu gì. Vậy nhé mẹ, con trở về nhà đây. Nhiều khi lúc con trở về nhà rồi thì mẹ đã đọc xong được hết nội dung chính trong tin nhắn này của con luôn rồi. Anh Kiệt đẹp trai và dễ thương nhất hệ mặt trời trong lòng mẹ. Thân gửi. Mong rằng qua video clip trong số phát sóng thứ tư của Vẽ Được Thì Vẽ Không Ai Ép ngày hôm nay đã đem đến cho toàn thể quý vị và các bạn những giây phút giải trí thật là thú vị và cũng đầy suy ngẫm. Tình mẹ là một chủ đề mà có thể nói rằng sẽ không bao giờ là điều dễ dàng cho bất cứ ai mỗi khi nhắc về thứ tình cảm vô cùng đặc biệt và vô cùng cao quý cũng như hết sức là thiêng liêng này. Để nói về tình mẹ thì có vô vàn chủ đề khác nhau, cũng như là có rất nhiều câu chuyện
Mà nếu như chúng ta cứ nói hoài như thế này thì chắc chắn rằng có nhiều khi là nói tới ngày mai luôn, nói cũng chưa xong nữa. Trời đất ơi. Còn về bức tranh, với chủ đề nói về mẹ trong số phát sóng kỳ này, có thể là nếu so với thực tế thì thường là rất ít khi nào xảy ra cái tình huống hài hước như thế này, giống như bức tranh của tôi khi vẽ về mẹ mình. Nhưng không sao cả, bởi như tôi đã nói, để vẽ một bức tranh mà đề tài của nó là nói về mẹ mình thì bao giờ ý tưởng cũng như nội dung cũng rất là rộng lớn y như tình mẹ vậy đó. Tùy theo óc sáng tạo cũng như là ý tưởng của mọi người thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để mà thể hiện tất cả những gì mình muốn nói đến về mẹ của mình. Thì đó là tùy theo cách thể hiện riêng của mỗi người thôi. Không ai giống ai cả. Mỗi một người khi vẽ tranh đều có phong cách của riêng mình mà, đúng không? Nhưng dù cho chúng ta có cách thể hiện về mẹ của mình như thế nào khi chúng ta vẽ tranh, chỉ có một điều sẽ luôn là chân lý không bao giờ thay đổi. Đó chính là mẹ sẽ luôn luôn là người phụ nữ quan trọng nhất và vĩ đại nhất trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Cũng chính vì thế mà từ rất lâu rồi, trên thế giới đã có ngày của mẹ. Một ngày nhằm để cho tất cả những người con trên thế giới có thể tri ân và nhớ về công lao to lớn mà mẹ đã dành cho chúng ta suốt cả cuộc đời. Và ngày của mẹ hàng năm là ngày lễ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thuộc tuần thứ 2 của tháng 5. Mà nếu như nói tới đây rồi mà mọi người vẫn không hiểu ngày Chủ nhật thuộc tuần thứ 2 của tháng 5 là ngày nào, nếu như mà không hiểu thật thì mình có thể cho qua cũng được, chứ cũng chả cần phải tìm hiểu rõ làm chi đâu. Do đó mà số phát sóng kỳ này của Vẽ Được Thì Vẽ Không Ai Ép cũng đành phải nói lời tạm biệt đến tất cả mọi người ở đây rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo, mà chắc chắn rằng những chủ đề mà tôi đề cập tới sẽ luôn luôn có rất nhiều điều thú vị cũng như là đậm chất ở trong đó.